Hello, xin chào tất cả mọi người, các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì anh em đã thấy rồi ha. Đây, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm cái đồ là hút cặn của mấy con cá anh em. Giống như cái đó là phân cá. Đấy, những dụng cụ anh em cần là cái dây đồng nhỏ nha anh em. Ở ngoài nó cũng bán ở tiệm cá, ở đâu cũng bán đó anh em. Đấy, rẻ lắm, 5-6-10 ngàn gì đó anh em. Đấy, và anh em khỏi cần chuẩn bị cái cây này cũng được. Cái cây này á là mình làm để khi mà mình sao ta, mình hút cặn của con cá mình có thể điều khiển cái cây qua để nó hút. Đấy, mình cầm cái dây mình sẽ khó điều khiển lắm anh em, nên mời ba mình gắn cho mình cái này. Ok này, và anh em cần một cái chai cho mình, chai nào cũng được, và mình đang xài cái chai bé. Cái chai càng lớn nó thì càng được nhiều, và mình chỉ hướng dẫn nên mình làm chai bé thôi. Và một cái nắp của cái chai, anh em đục cái lỗ vậy cho mình. Để cái gì đục cũng được nha anh em, một cái lỗ thôi, để một cái lỗ để nhập vừa cái này vô. Ok, giờ mình sẽ cho thử cái dây này vô cái lỗ nha anh em. Ok, đấy, để đợi mình một tí, bởi vì mình không có người phụ camera nè. Ok, mình sẽ tua ra khúc này. Ok anh em, và đã thục xong rồi đấy. Anh em thấy ha, nó cột ra cái lỗ đó rồi. Anh em kéo qua cho mình. Đấy, ok, và giờ mình sẽ test ra nè. Các bạn gắn vô cái chai nhé. Bây giờ bỏ lên nữa. Đợi mình một tí nha. Ok anh em, và cũng đã xong. Đấy, bây giờ mình sẽ test với cái hồ cá, thôi cái hồ, cái ly nước này nha. Hồ cá này mình dọn xong rồi nè. Đây, đấy, đây là dàn cá của mình. Đây là cá bảy màu nha anh em. Bây giờ đó, cá bảy màu luôn. Đây là những con cá đá nè, nuôi không biết chơi đây. Bên kia cũng là một dàn. Bây giờ mình cho anh em xem và mình hút nha. Đấy, đây là con fancy nè anh em. Đâu rồi đó nó anh em, anh xinh đẹp ha, nó gửi mình luôn anh em. Má này láo, con này là con gì mình cũng không biết nữa, đâu có rành. À đùa, má mình cho bọn nó gửi nãy giờ luôn anh em. Thôi tiếng mình đóng lại. Ok anh em, và mình sẽ thử hút cái nước này. Đấy, ok, mình sẽ thử hút nha. Đấy, bước đầu anh em thôi. Đấy, cái này anh em nhúng cho mình nhé. Đấy, em thấy không? Rồi, anh em để im đó, anh em xuống cái chai cho mình. Đấy, cái chai này, anh em bóp cho mình nha. Đấy, anh em nhìn nha, cái nước nó sẽ phồng lên. Anh em thả tay ra. Đấy, anh em thấy nước nó tràn vô. Đó, nhìn cái chai này anh em. Đây, mình sẽ nhìn nước nha. Nó cạn luôn rồi anh em, đó, nó cạn từ từ á. Hay anh em, đồ lọc nước này cũng hiệu quả lắm. Đấy, anh em làm xong anh em đi đổ nha. Làm xong mình mang đi đổ thôi. Dễ lắm. Đấy, ok. Đấy, sắp hết rồi nè clip. Ok anh em, và sau khi nó đầy á thì anh em hãy đây nè anh em, rút cái này ra và anh em chống ngược nó xuống nha. Để chống ngược nó vô mình này. Đó, nó sẽ tràn xuống và anh em sẽ ngừng lại. Ok, clip mình đến đây cũng kết thúc rồi. Hồi nãy mình quay lỗ anh em mình thấy cái đoạn này. Giờ mình bổ sung nha. Cảm ơn anh em. Ở nút đổ tiếp vào nè. Rồi quay. Bye bye.